dâu 62 tuổi lại bị chỉ trích làm màu khi khoe được chồng trẻ tặng quà khủng dịp 20 tháng 10. Nhân dịp 20 tháng 10, trên kênh YouTube cá nhân, cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng vừa khoe được chồng tặng quà khủng. Theo chị Thu Sao cho hay, đó là một chiếc kiềng vàng giá trị. Theo những gì diễn ra trong video, anh Hoa Cương đã bí mật chuẩn bị quà tặng vợ ở bên bờ suối rất lãng mạn. Cả năm em đã vất vả làm việc chăm lo cho gia đình nên hôm nay là ngày của em. Anh muốn dành tặng cho em một bất ngờ, anh Hoa Cương nói với vợ. Cảm kích trước tấm lòng của chồng, chị Thu Sao cho hay cũng rất háo hức với món quà này. Ngay sau khi clip được chia sẻ, ở phần bình luận, ngoài những ý kiến bày tỏ ngưỡng mộ, không ít người chỉ trích cho rằng cả hai đang làm màu, làm lố để thu hút sự chú ý. Kể từ ngày gây xôn xao với chuyện tình đũa lệch với chồng trẻ 26, thời gian qua, chị Lê Thu Sao, 62 tuổi ở Cao Bằng, rất biết thu hút mọi sự quan tâm về mình. Vào dịp này năm ngoái, chị Sao cũng đã livestream chia sẻ hình ảnh đi đính đá kim cương vào răng. Được biết, đây chính là món quà nhân ngày 20 tháng 10 của anh Hoa Cương tặng cho vợ.